Xin chào các bạn, mình là Tú Phạm, giáo viên dạy IELTS tại Hà Nội. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp tư duy viết bài với đề thi Writing Task 2 mới nhất vào ngày 28 tháng 5. Clip kéo dài 18 phút, bài học viết tới chậm, bài giảng kỹ từng bước một, đề bài, phân tích định hướng trả lời, mở bài, viết nhanh gọn hiệu quả, trả lời rõ ràng, thân bài 4 câu theo phong cách example led, thân bài thứ 2 theo phong cách explanation và kết luận, viết nhanh gọn chắc chắn. Để bắt đầu, chúng ta hãy đọc đề bài. Nowadays, young people admire sports stars, though they do not set a good example. Do you think this is a positive or negative development? Phần này, như các bạn thấy, đây là một câu đề bài cho sẵn, người ta gọi là statement. Đề bài còn phần thứ hai, đó là Do you think this is a positive or negative development? Phần này người ta gọi là question. Để viết được một bài IELTS thì người ta cần biết là question này thuộc dạng câu hỏi gì. Và đây ta phân vào dạng câu hỏi opinion. Đề bài opinion muốn hỏi trực tiếp quan điểm cá nhân của người viết. Vậy để viết bài này thì chúng ta cần phải thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Quan điểm cá nhân của chúng ta có thể trả lời rằng đây là một điều tích cực, positive, hay tiêu cực, negative. Một cách thông minh để trả lời bài này rằng chúng ta sẽ nhìn sự việc theo cả hai mặt, tức rằng sự việc này sẽ có cả mặt tích cực và cả mặt tiêu cực. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải có một sự tương quan so sánh giữa hai mặt tích cực và tiêu cực này để chỉ ra nhìn chung thì đây là một sự việc tích cực hay tiêu cực. Vậy chúng ta sẽ một phần nữa, đó là đưa ra sự lựa chọn cá nhân. Chúng ta hãy cùng đọc lại đề bài. Nowadays, young people admire sports stars, though they often do not set a good example. Có nghĩa là những người trẻ hâm mộ các ngôi sao thể thao, dù những người này không phải lúc nào cũng là những tấm gương tốt. Để viết phần mở bài thì chúng ta sẽ cần phải giới thiệu lại được nội dung của câu hỏi đề bài. Đề bài, young people admire sports stars, though they do not set a good example. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa sports stars lên làm chủ ngữ và từ though để đưa lên đầu bài. Vậy chúng ta có thể viết trong câu này, bạn có thể thấy top sport athletes được đưa lên làm chủ ngữ. Từ này gần nghĩa với sports stars trong đề bài. Chúng ta có are often poor role models. Nó gần nghĩa với do not set a good example trong đề bài. Chúng ta có they gain the admiration of youngsters. Gần nghĩa với young people admire sports stars. Sau câu giới thiệu nội dung này, chúng ta sẽ cần phải viết tiếp câu thứ hai của phần mở bài. Thông thường, một mở bài của IELTS Writing Task 2 chúng ta viết từ 2 tới 3 câu. Tại mở bài mẫu này, chúng ta sẽ viết 2 câu và với một đoạn mở bài 2 câu thì câu thứ hai sẽ có nhiệm vụ là trực tiếp trả lời cho câu hỏi của đề bài. Khi nãy chúng ta phân tích, chúng ta đã chỉ ra chúng ta sẽ viết bài này dựa trên một cái nhìn hai mặt của vấn đề, cả mặt tích cực và mặt tiêu cực, và sau đó là đưa ra lựa chọn cá nhân. Và câu này sẽ phải hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu đó. Chúng ta có this is overall a negative trend. Điều đó chúng ta thể hiện được hai thứ. Thứ nhất, chúng ta đã chỉ ra đây là negative và chúng ta đã đưa ra được sự lựa chọn cá nhân qua từ overall. Và phần còn lại, despite one single benefit, chúng ta muốn chỉ ra trong bài này sẽ có một điểm tích cực duy nhất trong phần thân bài. Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành phần mở bài và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục triển khai các ý trên ra các đoạn văn thân bài.
Vì bài văn có cả mặt tích cực và mặt tiêu cực nên chúng ta có thể dành một đoạn văn thứ nhất để nói về những điều tích cực và ngược lại tiếp tục dành đoạn văn thứ hai để nói về những điều tiêu cực. Trước tiên các bạn hãy viết hai câu topic sentence, tức là hai câu mở đoạn của hai đoạn văn tương ứng với cả điều tích cực và tiêu cực trên. Ở đây tôi đã viết this trend could be profitable, có nghĩa rằng xu hướng này có thể mang lại lợi ích. Điều này tương ứng với positive mà các bạn nhìn thấy ở đây. Tiếp theo tôi đã viết I contend that this is generally an adverse trend, và điều này tương ứng với negative. Trong đó hai từ khóa chính cho hai câu này đó là profitable và adverse. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau triển khai chi tiết từng đoạn văn một. Tại đề bài chúng ta đã nói chỉ có một điều tích cực thôi. Vậy ở đây chúng ta hoàn toàn có thể đưa điều tích cực đó ngay vào câu mở đoạn. Cụ thể tôi viết chúng ta đã viết xong câu mở đoạn. Vậy theo quan điểm của tôi, giới trẻ vẫn có thể thu được lợi ích nhờ việc bỏ qua những điểm xấu và tập trung vào những điểm tích cực trong cuộc sống của những ngôi sao. Bây giờ chúng ta sẽ triển khai câu mở đoạn này thành cả một đoạn văn. Để triển khai câu này thành cả một đoạn văn, thì tôi sẽ giới thiệu với cả các bạn một phương pháp viết rất hiệu quả, đó là Example-let paragraph. Trong một đoạn văn example-let, chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng một câu mở đoạn. Ngay sau câu mở đoạn, các bạn có thể đưa một ví dụ. Câu thứ ba, các bạn sẽ đưa kết quả của ví dụ. Và câu cuối cùng, các bạn hãy kết luận và từ đó chứng minh quan điểm đã nêu trong đoạn văn. Cụ thể tại đây, tôi tiếp tục viết. Các bạn có thể thấy từ đoạn văn này, tôi đã sử dụng ví dụ ngay tại đây. Ronaldo, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng toàn thế giới, chơi vị trí tiền đạo, có tai tiếng với cả chủ nghĩa cá nhân của mình. Nhưng anh ấy vẫn là một tấm gương tốt cho sự chăm chỉ và quyết tâm bởi vì tất cả những nỗ lực anh ấy đã bỏ ra trong tập luyện bóng đá. Sau đó, chúng ta cần nói về kết quả của sự việc này. Đối với trẻ, các bạn hãy nhìn. Nhiều trẻ vị thành niên là fan hâm mộ của Ronaldo đã bỏ qua những đức tính không tốt của anh ấy và họ đã tập luyện, nỗ lực để đạt được những kết quả lớn trong cuộc sống của họ. Các bạn có thể thấy rõ từ đây, đây chính là lợi ích. Và điều này chính là điều chúng ta đang cần chứng minh trong đoạn văn. Và khi đã chỉ ra được lợi ích rồi, chúng ta hoàn toàn có thể kết luận. Các bạn hãy nhìn câu kết luận. Bằng cách này, giới trẻ vẫn có thể thu được lợi ích từ những bài học cuộc sống của những ngôi sao nổi tiếng. Chúng ta tiếp tục sang đoạn văn thân bài thứ hai. Việc đầu tiên chúng ta cần làm ở đoạn văn thân bài thứ hai đó là hoàn thành một cách đầy đủ câu topic sentence. However, I contend that this is generally an adverse trend. Ở đoạn văn thân bài thứ nhất, chúng ta đã nhắc tới một nhóm giới trẻ có thể thu được lợi ích nhờ việc bỏ qua những điểm xấu. Vậy ở đây chúng ta hoàn toàn có cơ sở để viết tiếp. Đối với phần lớn giới trẻ thì sự việc diễn ra ngược lại. Các bạn hãy lưu ý, tôi bắt đầu đoạn văn bằng chữ however. Điều đó chứng tỏ luận điểm cho đoạn văn này sẽ ngược lại so với cả đoạn văn thứ nhất. Chúng ta hãy tiếp tục triển khai đoạn văn này ra chi tiết từng câu một.
Ở đoạn văn này, tôi sẽ giới thiệu với cả các bạn một kiểu viết đoạn văn khác khi chúng ta cũng vẫn bắt đầu bằng một câu topic sentence. Tuy nhiên, ở câu thứ hai, thay vì việc đưa ra ví dụ, chúng ta sẽ đưa ra lời giải thích điều đã nêu trong topic sentence. Ở câu thứ ba, các bạn hãy tiếp tục nêu kết quả. Để so sánh với đoạn văn thân bài thứ nhất bên trên, các bạn thấy kết quả của đoạn văn bên trên đó là một điều tích cực. Còn ở phía dưới, chúng ta sẽ cần phải nêu kết quả ở dạng tiêu cực. Và cuối cùng, các bạn cũng hãy viết một câu kết luận. Và sử dụng kết luận này để chứng minh quan điểm đã nêu tại đoạn văn. Các bạn hãy theo dõi. Tại đoạn văn này chúng ta có thể thấy câu thứ hai là câu giải thích explanation. Giới trẻ thông thường họ thiếu trưởng thành và họ có thể bắt chước tất cả những hành động của các ngôi sao, cho dù là những cái hành động đó là có lợi hay không. Và kết quả negative các bạn có thể thấy ở đây. Giới trẻ có thể bắt chước một lối sống vật chất, một lối sống mang chủ nghĩa cá nhân hoặc cả những hành động tiêu cực hơn như phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử. Rõ ràng những điều chúng ta đã nêu là rất tiêu cực và từ đó chúng ta có thể đưa ra được kết luận tại câu cuối. Những hành động này là tiêu cực không chỉ cho giới trẻ mà còn cho cả xã hội trong tương lai. Chúng ta đã hoàn thành hai đoạn văn thân bài. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần kết luận. Tại kết luận, việc đầu tiên chúng ta cần làm là nhắc lại câu trả lời cho câu hỏi đề bài. Và việc thứ hai chúng ta có thể cân nhắc đưa vào bài đó là tóm tắt các nội dung nổi bật trong thân bài. Các bạn hãy theo dõi. Tại phần kết luận này, các bạn có thể thấy việc nhắc lại câu trả lời được thực hiện như sau. Cấu trúc although được thay bằng even though. Youngsters may learn some useful life experiences from top athletes who do not set good examples. Chính là nói về những lợi ích. Và may result in a wide range of adverse effects and thus is a negative issue in today's society. Chính là việc nói về những thứ tiêu cực và đưa ra được một cái nhìn tổng quan. Thus is a negative issue in today's society. Có nghĩa rằng những cái negative thì nhiều hơn những cái positive. Ở đây chúng ta cũng có phần tóm tắt các nội dung nổi bật trong thân bài. Và đó là từ duy nhất imitating được lấy trực tiếp từ thân bài. Chúng ta đã hoàn thành việc cấu trúc và phát triển toàn bộ bài văn. Bây giờ chúng ta lại đi lại từ đầu bài để thấy tất cả những từ vựng hay, ngữ pháp hay đã sử dụng trong bài văn. Đầu tiên, chúng ta thấy cụm từ top sports athletes tương với cả sports stars của đề bài. Role models tương với set good examples. Chúng ta có cụm từ gain the admiration of. Đây là một collocation với danh từ chính là admiration, có nghĩa là sự mến mộ. Trong bài này, chúng ta nhắc tới giới trẻ bằng rất nhiều cách khác nhau. Một trong các cách đó là youngsters. Tại câu tiếp theo của phần mở bài, chúng ta có từ despite. Đây là một cấu trúc đơn giản và có thể sử dụng hiệu quả trong bài văn IELTS. Tại đoạn văn thân bài thứ nhất, chúng ta có chữ profitable như đã nhắc tới ở trên. Điều này có nghĩa là mang lại lợi ích. Disregard có nghĩa là bỏ qua. Chúng ta có a world class central forward, nói về vị trí chơi của Ronaldo là tiền đạo trung tâm và đẳng cấp quốc tế của anh ấy.
Infamous có nghĩa là tai tiếng. Extreme individualism là chủ nghĩa cá nhân ở một mức rất cao. Chúng ta có diligence là sự chăm chỉ. Determination là sự quyết tâm. Chúng ta có collocation, exert efforts có nghĩa rằng bỏ ra rất nhiều công sức. Thay vì nói giới trẻ, chúng ta lại sử dụng một từ khác ở đây là adolescence. Từ overlook cũng có nghĩa là bỏ qua. Undesirable là những điều xấu. Chúng ta có một collocation đơn giản và hiệu quả là to benefit from. Tại đoạn văn thơ mải thứ hai, chúng ta sử dụng từ contend để đưa ra chính kiến của mình. Đây là một từ dùng cho văn học thuật rất tốt. Adverse có nghĩa rằng gây hại. Chúng ta có collocation unpleasant consequences là những hậu quả không mấy dễ chịu. Chúng ta có chữ immature nghĩa là thiếu trưởng thành. Imitate có nghĩa là bắt chước. Irrespective of cụm từ này có nghĩa là bất kể. Chúng ta có materialistic nghĩa là theo chủ nghĩa vật chất. Individualistic có nghĩa là theo chủ nghĩa cá nhân. Problematic có nghĩa rằng gây ra vấn đề. Sexism, phân biệt giới tính. Racism, phân biệt chủng tộc. Discrimination, phân biệt đối xử. Chúng ta có một cách khác để nhắc tới giới trẻ, đó là juveniles. Chúng ta có collocation, concrete foundation, nghĩa là nền tảng vững chắc. Ở đây nền tảng vững chắc này dùng để kết luận cái sự việc tiếp theo. Và chúng ta có từ proclivity có nghĩa là xu hướng xấu. Trên đây là tất cả những từ, cụm từ hay đã sử dụng trong bài văn này. Chúng ta hãy nhìn lại toàn cảnh bài. Đầu tiên trong mở bài chúng ta đã giới thiệu được nội dung của câu hỏi. Chúng ta đã đưa được ra câu trả lời cho đề bài. Tại đoạn văn thân bài thứ nhất, chúng ta đã nói về tất cả những điều tích cực theo phong cách viết example-led. Tại đoạn văn thân bài thứ hai, chúng ta đã nói về điều tiêu cực và chúng ta viết theo phong cách giải thích. Và lưu ý chúng ta đã đưa ra nhận định rằng sự tích cực thì không thể lớn bằng sự tiêu cực bằng cách đưa từ generally vào câu mở đoạn. Và chúng ta đã viết kết luận bằng cách nhắc lại câu trả lời và tóm tắt các nội dung chính trong thân bài. Hy vọng các bạn đã học được tư duy phát triển bài cũng như một số từ vựng và ngữ pháp hay trong bài này và có thể áp dụng được trong bài IELTS sắp tới của các bạn. Xin cảm ơn các bạn và xin gặp lại trong một ngày gần nhất.